Chiều nay, Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh thành phố phát triển được gần 2.900 hội viên, đảm bảo 100% xã phường đều có ban liên lạc. Công tác xóa nghèo đa chiều đạt 53,57%, có 932 nhà cựu chiến binh được sửa chữa và xây mới với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Hội đã đề nghị thành phố bố trí 21 căn hộ chung cư cho cựu chiến binh không có đất ở, nhà ở. Các cấp hội đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tham gia cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao các phong trào của Hội cựu chiến binh tổ chức, đặc biệt trong công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh cần tiếp tục vận động Hội cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, tham gia phản biện xã hội, vận động nhân dân trong công tác giải tỏa đền bù, góp phần đẩy nhanh các công trình trọng điểm, đẩy mạnh công tác hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu nạn nhân chất độc da cam, tri ân các gia đình liệt sĩ.